Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tuyển chọn giọng ca vàng thế giới do VanTV Houston 55.2 tổ chức. Muốn biết thêm chi tiết, xin quý vị hãy gọi vào số điện thoại là 713-995-6464. Và để trở lại với chương trình thì bây giờ chúng tôi có thí sinh tiếp theo là thí sinh Tom Nguyễn. Xin mời anh Tom Nguyễn. Xin cảm ơn. Vâng, anh Tom Nguyễn, hôm nay đó, trong cuộc thi ngày hôm nay thì anh sẽ trình bày nhạc phẩm gì? Gần mùa Giáng sinh, tôi xin giúp vui với bản Feliz Navidad theo tiếng hát của ba Âu, Á, Mỹ và Việt, Mỹ Châu và Á Châu. Tức là anh sẽ trình bày theo ba ngôn ngữ khác nhau. Thưa vâng ạ. Tức là ba ngôn ngữ khác nhau với nhạc phẩm Feliz Navidad. Vậy thì anh nói tiếng Tây Ban Nha chắc là cũng khá lắm. Dạ, vừa đủ ca thôi. Vừa đủ ca, thưa quý vị, để xem anh vừa đủ ca tới cỡ nào. Sau đây xin mời quý vị cùng thưởng thức tiếng hát thí sinh Tom Nguyễn với nhạc phẩm Feliz Navidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, pues probando allí felicidad. Let all sing praise, let love show the way. We all wanna say, let happiness be yours today. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas for the bottom of my heart. Les jours de Noël, les jours de Noël, les jours de Noël est arrivé au monde entier. Je vous souhaite un joyeux Noël. Je vous souhaite un joyeux Noël. Je vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année. Mọi nơi vang tiếng cười, ngày Chúa sinh ra đời. Bạn ơi vui lên nào, cùng cất tiếng ca bên nhau muôn đời. Hãy đến với những câu ca ơi bao tình thương. Yêu đường ơi bao mộng mơ, hãy chung đến với nhau bao câu thần tiên với ân tình đầy bao ý thơ. Let all sing praise, let love show the way. We all want to say, let happiness be yours today. Feliz Navidad, Feliz Navidad, mừng Chúa sinh ra đời. Chúa sinh ra đời, lời Chúa de Noel, lời Chúa de Noel, mừng Chúa sinh ra đời. Muy bien, vừa rồi là nhạc phẩm Feliz Navidad, nhạc phẩm Tây Ban Nha mà anh Tom Nguyễn trình bày. Hình như là lúc nãy thì Giang Nguyên có để ý thấy là Pha Lê lắc lư theo một tí xíu. Chắc là cũng đang trong mùa Noel này, Pha Lê cảm thấy vui hay là vì bài hát của anh Tom Nguyễn đây mà làm cho Pha Lê cảm thấy phấn khởi lên một tí xíu? Rồi, nhạc phẩm chú chọn thì rất là vui. Pha Lê ngồi Pha Lê muốn nhảy lắm, nhưng mà nhìn lại chú thì chú không muốn nhảy. Thì chú không, chú không được vui cho lắm. Có thể là chú cần phải cảm giác cái bản nhạc hơn một chút. Chắc là cũng có thể là rung quá cho nên chú không cười. Lần đầu tiên là ca trên e đó thì không được tự nhiên thôi. Dạ. Đó là phải ca tới ba ngôn ngữ khác nhau, tức là Anh, Pháp và Tây Ban Nha, có phải không nào? Từ ba thứ khác nhau là phải nhớ lời. Thành ra là cũng bị hơi gọi là khớp một tí xíu. Nhưng mà như vậy thì nhạc sĩ Lê Phương nghĩ thế nào? Tức là có cảm nhận được bài hát hay không? Có cảm thấy vui hay không? Cảm thấy là vui, sống động, nhưng mà hơi căng thẳng. Tức là căng thẳng ở đây, tức là nhạc sĩ căng thẳng hay là thí sinh cảm thấy thí sinh căng thẳng? Tức là căng thẳng quá, Nguyễn Lộc có đồng ý như vậy không? Hay là nhận xét của Nguyễn Lộc thì sao? Thật sự mà
khó cho ông Nguyên Lộc phê bình bài hát này, tại vì thật sự từ đầu đến cuối thì Nguyên Lộc không hiểu anh hát gì hết. Chắc ba ngôn ngữ nó lẫn lộn với nhau, nghe một hồi riết là anh hát tiếng Việt, em cũng không hiểu anh hát gì hết luôn. Tuy nhiên thì Phương ơi, thấy chú hát cũng rõ lắm mà. Anh có lẽ Nguyên Lộc không phải là nói về hiểu về cái gì, nhưng mà là có thể là khi mà qua tới lời Pháp cũng như lời Tây Ban Nha thì khó cho Nguyên Lộc có thể hiểu, chứ không phải là với cái bài hát, phải không? Hay là thật tình mà nói thì với bài hát này Nguyên Lộc không có hiểu. Tuy nhiên thì rất là cảm ơn chú đã tới đây trình bày nhạc phẩm này. Tất cả là mừng chú sinh ra đời. Vâng, cảm ơn Nguyên Lộc cũng như là quý vị đây. Và nếu mà nếu mà quý vị bình chọn, muốn bình chọn cho tiếng hát trẻ trung vui vẻ của anh Tom Nguyễn thì số điện thoại là 1888-480-5937, 1888-480-5937 với số bình chọn là 110.